Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên Huế và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Gặp gỡ những người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh to lớn, những cống hiến vô cùng quý báu thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong đó có những đóng góp không nhỏ của những người thân là các ba, các mẹ, các bác đang ở trung tâm. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, đồng thời đề nghị trung tâm tiếp tục chăm sóc chu đáo, đảm bảo sức khỏe cho các ba, các mẹ, các cụ. Đồng thời trao 22 suất quà cho 22 cụ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đến thăm bà Trương Thị Chỉnh là thương binh 61% và ông Trương Văn Thùy, thương binh 81%. Cả hai đều tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương bày tỏ ghi nhớ công lao to lớn của các thương binh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong các thương binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.